Rồi chào anh em nha, lên cho anh em cặp Nike Zin tháo xe Thái về chưa sử dụng tại Việt Nam nè. Cặp Nike này rất là đẹp nha anh em. Cặp Nike rất là đẹp. Cặp Nike này mình bán giá 1,2 triệu nha. Đúng Nike Zin tháo xe bên Thái về. Chưa sử dụng tại Việt Nam nha. Đó, tình trạng là ti Zin đẹp, nhún nhảy ngon lành. Và ngoài hơi xấu xí nha anh em. Ti Zin đẹp nha. Ti Zin đẹp à, anh em. Ti Zin đẹp, đang nhún nhảy ngon lành, không xì nhớt nha. Si Zin, chân Zin nha. Đó, một cặp này mình bán giá chai 2 nha anh em. Đó. Có cái chỗ mặt trong thì nó hơi vàng si, hơi số xấu xí nha. Đó, tùy theo mình lắp dây. Đưa mặt tiền cũng rất là đẹp. Phục này mình bán bao Zin đúng phục này Zin tháo xe. Cặp này mình bán giá 1,2 triệu nha anh em. Đó, 1,2 triệu cho cặp này. Đó. Cặp này chân trong hơi xấu nè, mà mấy hai cây này ti rất là đẹp nha. Đó, ti đẹp siêu đỉnh luôn. Đúng này Zin tháo xe Thái nè. Đúng nay Zin tháo xe nha anh em. Đó. Bao anh em là đúng nay Zin tháo xe, bao nhúng nhảy nha anh em. Đó. Còn anh em hỏi có bảo hành thì không bảo hành nha anh em, ngay cả anh em mua cặp nay Zin chính hãng không bảo hành nữa. Thì nói chung là nay tháo xe thì mình mua về sao bán vậy nha. Đó, giá 1,2 triệu cặp này. Anh em về muốn đẹp thì đem bỏ si làm lại. Mình không để như vậy mình lên xe cỏ mình chơi, nhưng mà đúng nay Zin thì nhúng nó ngon nha.